Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Vặt TV. Hôm nay Vặt TV sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mứt táo ta dẻo ngọt thơm ngon vô cùng. Và để thực hiện món mứt táo thì mình ở đây mình đã chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ chuẩn bị táo. Để có thể làm món mứt táo ngon thì mình nên ưu tiên chọn loại táo chua các bạn nhé. Và lựa những quả to căng mọng. Một nguyên liệu không thể thiếu chính là nước vôi trong. Mình đã trộn vôi với nước hòa tan với nhau. Và giờ mình sẽ đợi cho lắng cặn xuống thì mình sẽ gạn lấy phần nước vôi trong bên trên này các bạn nhé. Tiếp đến mình sẽ chuẩn bị đường, chanh và vani nữa. Sau khi chọn táo thì chúng ta sẽ tiến hành sơ chế táo. Mình đem rửa sạch táo và sau đó thì mình sẽ dùng que nhọn hay tăm để chọc vào quả táo các bạn nhé. Mình chọc xung quanh quả táo. Việc bạn dùng que nhọn chọc quanh táo sẽ giúp loại bỏ nhớt ở quả táo các bạn nhé. Và sau đó thì táo sẽ ngấm nhanh hơn. Tiếp theo thì mình sẽ cho phần táo của chúng ta vào trong nước vôi các bạn nhé. Mình ngâm táo trong khoảng tầm 10 tiếng. Các bạn chú ý là cần để cho táo ngập hết trong nước các bạn nhé. Làm như vậy thì sẽ giúp quả táo chúng ta cứng và khi xên không bị nát. Sau khoảng tầm 10 tiếng thì mình sẽ vớt táo ra và mình rửa sạch thật sạch với nước lạnh các bạn nhé, để có thể hết được mùi vôi. Mình sẽ xả đi xả lại vài lần. Tiếp đến thì mình sẽ chuẩn bị một nồi nước và mình sẽ cho vào đây nước cốt chanh các bạn nhé. Các bạn có thể thay thế bằng phèn chua cũng được. Khi thấy nước sôi thì mình sẽ cho táo vào để trần sơ qua các bạn nhé. Khoảng 3 phút là bạn có thể vớt táo ra và rửa sạch. Mình sẽ rửa lại với nước cho sạch nhớt các bạn nhé. Sau đó mình sẽ để ra rổ cho ráo. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang công đoạn ướp đường. Mình cho táo để ướp đường. Mình sẽ ướp theo tỷ lệ 1 cân táo và 600g đường các bạn nhé. Tùy thuộc vào số lượng táo bạn muốn làm mà bạn sẽ mua đường phù hợp với số lượng. Hơn nữa cũng tùy vào khẩu vị của mỗi người, nếu bạn thích ngọt có thể tăng thêm đường hoặc không thích ngọt bạn thể loại bớt. Mình sẽ đợi cho đường tan hết và ngấm đều vào táo các bạn nhé.
sau khi thấy đường đã tan hết rồi thì mình sẽ tiến hành đem táo của chúng ta đi xên. Mình sẽ đem hỗn hợp đường và táo cho vào trong chảo các bạn nhé. Mình sẽ xên táo trên bếp với lửa nhỏ và cho tới khi mà đường sệt lại, táo có màu trong. Lúc này thì mình sẽ gắp táo ra và chúng ta sẽ phơi táo ở ngoài trời nắng, hoặc các bạn có thể cho táo vào lò sấy ở nhiệt độ cao. Nhờ sấy khô để nguội nên thời gian sử dụng món mứt táo của chúng ta sẽ được lâu hơn và đảm bảo hơn.